Hi, chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với Laptop Girl Thế Giới Công Nghệ. Một chiếc laptop dành cho dân thiết kế đồ họa, nhưng mà trọng lượng lại phải nhẹ nhàng và nhỏ gọn linh hoạt. Nhưng mà thiết kế nó lại phải đẹp và bắt mắt, và cấu hình nó lại phải thuộc dòng top trong tầm giá. Thế thì anh em đừng bỏ qua chiếc laptop này. Phải nói thật với anh em, Zephyrus G14 GA401QM là một trong những chiếc laptop 14 inch mình thấy gần như nó là đẳng cấp trong cái tầm giá khoảng 22.990 cho anh em thiết kế đồ họa, mà lại còn muốn một chiếc laptop nhỏ gọn và linh hoạt để dễ dàng mang đi theo bên mình. Mình có làm video review ngắn nhanh qua chiếc laptop này trên TikTok và có khá nhiều anh em quan tâm đến chiếc laptop này. Vậy thì hôm nay mình sẽ làm thêm một video dài hơn một xíu nữa ở trên YouTube để có thể nói kỹ hơn về chiếc Zephyrus G14 GA401QM này nhá. Bắt đầu thôi. Và để hóng chờ những tin tức công nghệ hay là những bài review ngắn nhanh về laptop thì anh em có thể vào kênh TikTok Laptop World, mình sẽ gắn link ở phía bên dưới phần mô tả video này anh em nhá, để anh em có thể theo dõi nhanh nhất. Còn YouTube thì mình sẽ làm kỹ hơn trong một khoảng thời gian ngắn sau đó. Thì hôm nay chúng ta được trên tay cái siêu phẩm này, Zephyrus G14 GA401QM. GA401 anh em đã quen biết rồi, quen thuộc rồi đúng không anh em? Phiên bản của năm 2021, card đồ họa RTX 3060, CPU AMD Ryzen 7. Lúc mà cái thời điểm cuối 2021 ấy, nó có mức giá vào khoảng 29,9, tức là sắp chỉ 30 triệu. Thì bây giờ đây, cái máy này nó sẽ chỉ còn có 22.990 mà thôi. Nó rẻ đi hơn rất nhiều anh em ạ. Thì về cái thiết kế bên ngoài của nó, phải nói thật là dòng Zephyrus mà, ROG mà, họ làm cho ta thiết kế bao giờ lỗi thời không? Nó đẹp, vượt thời gian, và bây giờ họ vẫn dùng cái thiết kế này anh em nhá. Và để có thể mang lại chúng ta một chiếc laptop gaming kích thước 14 inch và trọng lượng sẽ chỉ vỏn vẹn 1,7kg thì Asus đã phải sử dụng cái vật liệu hợp kim nhôm magie. Nó vừa đảm bảo chúng ta về cái độ cứng, chắc mà vẫn đảm bảo cho ta về cái trọng lượng của máy, phải nói là rất nhẹ. Và với cái trọng lượng 1,7kg, tới bây giờ laptop gaming 14 inch hầu hết là cũng đều chỉ đạt tới cái trọng lượng này là hết cỡ rồi, không thể nhẹ hơn được nữa anh em ạ. Cho nên là một chiếc laptop gaming mà cho chúng ta cái trọng lượng chỉ có 1,7kg thì phải nói thật là nó rất ấn tượng anh em nhá. Đảm bảo cho chúng ta tốt về cái tính linh hoạt cũng như là về hiệu năng của máy thì vẫn được đảm bảo tốt khi mà em đã được sử dụng một combo cấu hình AMD Ryzen 7 5800HS 8x16 luồng. Và bên đó chúng ta sẽ có RAM là 16GB DDR4 bus 3200 có thể nâng cấp, SSD 512GB cũng có thể nâng cấp, và cuối cùng là card đồ họa RTX 3060, một trong những phiên bản hiếm hoi trang bị card 3060 mà là máy mới trong cái tầm giá này anh em nhé, rất là hiếm hoi. Thì nếu như mà anh em có nhu cầu sử dụng để chơi game, sử dụng thiết kế đồ họa và làm rất nhiều thứ nữa, code game những thứ này hay là edit video, thậm chí là nặng trên chiếc máy này là thoải mái, có thể cân được tốt. Đó là với những cái tác vụ mà nó có thể xử lý được, bởi vì là cái combo này nó là trên một chiếc laptop gaming chứ không phải là trên một chiếc laptop văn phòng. Nó cho chúng ta điện năng tiêu thụ nó được bung được gần như là max công suất, các đồ họa cũng gần như là max công suất, mang lại một cái hiệu năng nó tối ưu nhất chứ không bị giới hạn lại như là trên những chiếc ultrabook. Đó là sự khác biệt, bởi vì hệ thống tản nhiệt của máy nó lớn, nó làm lớn ở hai bên quạt tản nhiệt hai bên, và cũng tức là 4 khe thoát gió tản nhiệt rất là thông thoáng như này, giúp chiếc máy này nó vận hành được mát mẻ hơn khá nhiều so với cả chiếc ultrabook khác trong phân khúc. Một thứ nữa mà quan trọng cho anh em thiết kế đồ họa nữa đó chính là màn hình, đúng không nào? Ở đây chúng ta có một chiếc màn hình kích thước sẽ là 14 inch, và điểm tiếc ở đây sẽ là tỷ lệ màn hình chỉ là 16:9 mà thôi, không phải tỷ lệ 16:10, là hơi đáng tiếc, bởi vì để mà cho anh em content creator thì màn hình 16:10 sẽ là tối ưu hơn rất là nhiều. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có độ phủ màu đạt lên tới 100% sRGB trên độ phân giải màn hình là Full HD, rất tối ưu cho anh em đồ họa như thế. 100% sRGB trong cái tầm giá 2.9 triệu này mà còn đi cùng với đó là 4060 nữa thì phải biết là nó ngon thế nào. Và tần số quét màn hình vẫn sẽ được giữ là 144Hz, cho nên là anh em có sử dụng để chơi những con game FPS, CSGO, Valorant các thứ ấy, thì cái màn hình này vẫn rất là mượt. Cái phần màn hình này viền dưới rất là hơi dày anh em nhá, viền trên làm cũng vừa đủ thôi, nhưng mà cái điểm trừ ở đây nữa là gì anh em biết không? Không có webcam. Với cá nhân mình bây giờ, những thiết bị công nghệ bây giờ phát triển quá là mạnh mẽ, và mình thực sự là mình không nghĩ tới cái việc mình sẽ phải sử dụng một chiếc webcam của laptop để làm một cái gì cả. Cho nên là cái việc này tới thời điểm hiện tại mình thấy thực sự là không cần thiết nữa, so với cả cái thời điểm phải học online trước đó là 2021, đầu 2022 thì tới bây giờ mình hoàn toàn là không có nhu cầu sử dụng webcam của một chiếc laptop anh em nhá. Không biết là anh em thế nào, thấy thế nào, chứ còn với cá nhân mình thì cảm nhận cá nhân mình sẽ là như thế. Điện thoại hay là iPad hay là bất cứ cái gì đó, nó sẽ thay thế hoàn toàn webcam của laptop. Thông số cấu hình và màn hình sẽ là hai điểm cực kỳ ấn tượng ở trên Zephyrus G14 GA401QM. Một thứ nữa đó chính là về pin. Pin lên tới là 4 cell và 76 Wh, không phải là một pin yếu nữa, đúng không anh em? Nếu mà chúng ta có nhu cầu sử dụng văn phòng, chúng ta chỉ có nhu cầu sử dụng lướt web, soạn thảo văn bản, chúng ta hoàn toàn có thể làm rất là nhiều thứ, ví dụ là tắt cả đồ họa rời đi, giảm độ sáng màn hình xuống,
rồi là chuyển sự tiết kiệm pin. Nó sẽ giúp cho chiếc máy này thời gian trụ pin lâu hơn khá là nhiều, thay vì chúng ta cứ để full như thế và sử dụng thì pin của nó sẽ tụt rất là nhanh. Nếu chúng ta muốn tối ưu thời lượng pin, chúng ta hoàn toàn có thể cắt giảm tất cả mọi thứ nó đi, giảm tần số quét màn hình về 60Hz mà thôi, thì lúc này pin có thể trụ cho chúng ta khá là trâu trong khoảng độ 4 cho 6 tiếng đồng hồ ở trên chiếc máy này, với những tác vụ văn phòng cơ bản nhẹ nhàng anh em nhé. Đó là cái viên pin, nó sẽ ấn tượng hơn khá nhiều so với cả những cái chiếc laptop khác khi mà sẽ chỉ được trang bị viên pin đâu đó khoảng độ 50Wh, thì đây chúng ta có một viên pin lên tới hơn 70Wh là khá trâu này. Và một thứ nữa mà trong tầm giá này những chiếc laptop khác cũng không thể làm được nữa là chính là về loa. Khi mà Zephyrus G14 cho chúng ta tận là 4 loa anh em ạ, 4 loa, 2 loa trung bên trên và 2 loa trầm ở bên dưới, mang lại cái hiệu ứng âm thanh stereo, âm thanh vòm. Nó dội từ hai bên vào, đập vào mặt bàn và dội vào. Âm bass thì khá là chắc, và nói chung là cái âm lượng của nó to, nó rõ ràng, nó sắc nét, chứ nó không bị kiểu lùng bùng và giá rẻ không có bass như là trên những chiếc laptop khác trong cùng phân khúc. Thì mình thấy cái loa của chiếc laptop này là một con loa mà mình thấy là nó đáng trải nghiệm hơn, và anh em có thể sử dụng trực tiếp cái loa này để có thể làm việc, edit video hoặc là chơi game, có thể dễ dàng xác định hướng của kẻ địch anh em nhá. Là một con loa mình thấy nó cũng khá là hay, đáng để trải nghiệm trong tầm giá này. Nói chung là trong tầm giá, đáng ra là trong tầm giá khoảng độ sấp xỉ 30 triệu cơ đúng không nào, thì nó là ở phân khúc trung cấp, thì bây giờ nó lại xuống cái phân khúc gọi là giá rẻ hơn rồi, 22990 nó sẽ ở cái mức gọi là giá rẻ hơn khá nhiều. Thì ở trong tầm giá này gần như là không có một chiếc laptop nào cho chúng ta trải nghiệm về build quality này, về màn hình cấu hình này, hay là về loa, về pin nó được ấn tượng như chiếc laptop này. Đó là cái thứ mà mình muốn mang cho anh em. Và ngoài ra thì còn rất là nhiều thứ khác nữa, như là cổng kết nối thì rất nhiều đầy đủ, điểm trừ là không có Thunderbolt vì đề CPU AMD, hay là về card Wi-Fi cũng đã chỉ có là Wi-Fi 6 từ MediaTek mà thôi, bởi vì nó cũng sử dụng CPU AMD. Đó là những cái điểm cộng và điểm trừ của chiếc máy này trong phân khúc. Nói chung là anh em thiết kế đồ họa, anh em gamer muốn một chiếc laptop nhỏ gọn, linh hoạt, pin trâu, build cứng đẹp chắc chắn như thế này, thì mình nghĩ là chiếc laptop này sẽ là một chiếc laptop rất đáng để anh em có thể lựa chọn trong tầm giá 22990 anh em nhé. Link sản phẩm mình sẽ để bên dưới phần mô tả video này. Chúng ta quan tâm có thể kéo xuống, click vào đó tham khảo chi tiết về thông số cũng như mức giá sản phẩm tại thời điểm xem video. Bây giờ đừng quên cho laptop một like và một sub, cũng như hãy nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ video mới nhất. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.